Tôi làm cứu hộ bể bơi và mới đây phát hiện những vụ mất tích kỳ lạ ở khu nghỉ dưỡng mà tôi vừa làm việc. Có ai còn nhớ về khu nghỉ dưỡng Delphin nổi tiếng vào thập niên 80 không? Mọi người thường kéo nhau đến đó để nghỉ hè, rời xa nhà cửa, sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi, để có thể nằm dưới ánh nắng chói chang hàng giờ hoặc thả chân xuống làn nước mát lạnh. Bạn bè tôi liên tục giục tôi phải kiếm một công việc vào mùa hè đó, không thể cứ mãi chơi game ở quán arcade hay ăn vặt cho đến khi ngủ gục. Tôi phải tìm việc làm và có thể hẹn hò với ai đó, thay vì chỉ làm bạn với chiếc giường. Tôi nhớ mùa hè đó, tôi ở nhà ông bà tại Catalonia, Tây Ban Nha, đợi đến lúc có thể quay lại Mỹ. Bà tôi lên mạng tìm việc làm bán thời gian cho một đứa 16 tuổi, chỉ có chút kinh nghiệm dạy bơi và bắn cung cho trẻ nhỏ. Bà bật cười nhẹ nhõm khi tìm thấy trang tuyển dụng của khu nghỉ dưỡng Delphin. Với hình ảnh những con sóng xanh lam và hàng cây cọ trên nền, dòng chữ lớn cuốn hút tôi ngay lập tức. Trang web ngập tràn những bức ảnh trẻ con và gia đình cười rạng rỡ. Sau đó bà chọn ngay mục đăng ký tuyển dụng. Thế là tôi cùng ông tôi lái xe đi qua những ngôi nhà đầy màu sắc và các vỉa hè sơn rực rỡ. Sau khoảng 30 phút, tôi nhìn thấy những bụi cây xanh và hàng cây cọ đứng vững dưới cơn gió nhẹ mát lành. Khi tôi bước ra khỏi xe, ông tôi cũng xuống xe theo. Tiếng trẻ con hét lên và tiếng nước bắn tóe thu hút sự chú ý của tôi, và tôi nở một nụ cười ấm áp. Tôi tiến về phía quầy lễ tân, ánh đèn màu hồng và vàng chiếu sáng qua các ô cửa kính. Chào bạn, tôi có thể giúp gì cho bạn? Một giọng nói dịu dàng cất lên từ cô nhân viên lễ tân. Đôi mắt xanh nhạt của cô ấy ánh lên qua ánh nhìn của tôi, mái tóc nâu mượt buông nhẹ trên vai. Chào chị, tôi đến đây để bắt đầu công việc cứu hộ ở khu nghỉ dưỡng Delphin. Tôi trả lời giọng hơi khàn, mắt nhìn chăm chú vào những bức tranh cổ và hàng sách lịch sử xếp đều trên kệ đầy màu sắc. Ồ, vui lòng cho tôi biết tên của bạn nhé, cô ấy hỏi nhẹ nhàng. Đôi mắt lại nhìn tôi khi tôi trình lại giọng và đáp. Jairo Ruiz. Rất hân hạnh được gặp bạn, Jairo. Bạn vui lòng ngồi đợi trong lúc tôi nhắn tin cho Bernard báo về sự có mặt của bạn nhé. Cô ấy hạ mắt xuống màn hình máy tính cũ, còn tôi gật đầu và ngồi xuống gần kệ sách của phòng lễ tân. Chỉ vài giây sau, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông tóc đen đứng trước mặt mình. Ông ta cười tươi và dẫn tôi ra ngoài, đến khu vực chính của khu nghỉ dưỡng. Tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh nơi đây, những tảng đá nhỏ trên lối đi cỏ xanh và những đường trượt nước xanh lam xoắn quanh rồi chảy xuống hồ bơi. Tôi há hốc mồm trước những quầy đồ ăn với mái che gỗ và những ly đồ uống màu hồng trắng đang sủi bọt dưới bóng râm. Tiếng cười vang lên ở mọi góc, tiếng bước chân tôi hòa nhịp với giai điệu từ bể bơi trong nhà. Không khí ngọt ngào đến nỗi tôi có thể sống ở đây mãi mãi. Giờ thì bạn thân mến, bạn sẽ ở khu A, còn tôi sẽ ở khu B. Bernard cười nói, đôi mắt hạt rẻ lấp lánh dưới ánh vàng cam của những con sóng lăn tăn. Khu nghỉ dưỡng chia thành hai khu, Orca và Dolphin. Tôi và Bernard được phân công ở khu Orca, nơi chủ yếu là các gia đình có khách sạn trong khu vực này. Hồ bơi lớn đầy những đứa trẻ và người lớn đang nhảy và đùa nghịch trong nước. Nhiệm vụ của tôi ở khu A là quan sát phần đầu hồ bơi, còn Bernard chịu trách nhiệm phần phía sau, đảm bảo không ai bị đuối nước dưới những chiếc phao nổi. Khu vực phía trước luôn là nơi cần chú ý nhất. Tiếng rè rè của bộ đàm khiến tôi chú ý. Tôi nhanh chóng áp nó vào tai. Này lính mới, mọi thứ ổn chứ? Bernard nói qua bộ đàm, kèm theo một cái vẫy tay và tiếng cười khúc khích. Ổn cả, anh sao rồi? Tôi trả lời, giơ ngón cái lên để ra hiệu. Tốt thôi, có đứa bé vừa ị ra khăn và mẹ nó đang lau chùi. Mọi chuyện ổn mà. Bernard cười phá lên, khiến tôi cũng bật cười theo. Mắt vẫn dõi theo người đàn ông đang leo lên bậc thang của đường trượt nước. Này Bernard, tôi có thắc mắc này. Anh làm công việc này bao lâu rồi? Tôi hỏi, giọng hơi líu lưỡi khi nhìn qua làn nước trong veo và những đứa trẻ cười đùa bên cạnh hồ bơi. Lâu rồi, nhưng bạn sẽ quen thôi, Chico. Bạn đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra để trở thành cứu hộ, và giờ thì bạn chính thức là một phần của đội rồi. Bernard đáp, trước khi bộ đàm của anh ấy phát ra tiếng bíp bíp, rồi chúng tôi tạm ngừng trò chuyện. Mắt tôi hướng lên đường trượt màu xanh, cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Chiếc cầu trượt dài trải ra trên mặt hồ lớn, với những khúc uốn lượn như đường trượt màu xanh lá, nhưng khác ở chỗ bạn không thể nhìn thấy bên trong. Tôi lấy thiết bị cứu hộ, rồi cẩn thận bước đến chỗ Bernard đang ngồi cách xa tôi một đoạn.
Này có chuyện gì? Alexandra! Rosetta! Một tiếng hét lớn phát ra từ một gia đình. Họ trông hoảng loạn và chạy lên xuống khu nghỉ dưỡng như tìm kiếm điều gì đó. Khuôn mặt của Bernard thay đổi từ thân thiện sang lạnh lùng. Anh lập tức chạy về phía gia đình đó. Chuyện gì đã xảy ra? Nói tôi nghe xem có chuyện gì. Bernard trấn an gia đình trong khi người mẹ bước tới. Tay bà ấy run rẩy, gọi tên hai cô con gái. À, Alejandra và Rosetta, chúng tôi không tìm thấy chúng. Chúng tôi... Lần cuối các bạn nhìn thấy Alejandra và Rosetta ở đâu? Tôi nhanh chóng hỏi người mẹ, mắt bà ấy mở to, hoảng sợ, rồi chỉ về phía sau lưng tôi. Lúc này, mọi người bắt đầu tụ tập lại quanh chúng tôi. Các phụ huynh hối thúc con mình ra khỏi hồ bơi. Tôi lấy thiết bị rồi nhảy ngay xuống nước. Trong khi Bernard và các nhân viên khác cố gắng giữ bình tĩnh cho đám đông, tôi bơi về phía đường trượt màu xanh và đặt chân lên bậc thang gỗ. Tay tôi nắm chặt từng thanh, leo dần lên đến đỉnh. Nhìn xuống bên trong, mọi thứ đều tối đen, không giống nơi mà người ta có thể trượt xuống. Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm. Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, từng nhịp tim khiến cơ thể tôi lạnh toát, như thể có điều gì đó rất sai trái đang diễn ra. Tôi từ từ bước vào đường trượt, một tay cầm đèn pin, tay còn lại giữ chặt lấy thành trượt để khỏi bị trượt xuống. Cảm giác như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua khi tôi di chuyển chậm rãi, mong tìm thấy hai cô bé. Rồi tôi nghe thấy nó. Một tiếng khóc nhỏ vọng lên từ nơi tôi đứng. Nghe giống như giọng một người đàn ông, với giọng điệu ra lệnh cứng rắn như đang yêu cầu điều gì đó. Rồi sau đó là tiếng nức nở, như tiếng khóc của hai đứa trẻ cùng lúc. Tôi di chuyển nhanh hơn xuống dưới, tim đập thình thịch như muốn nổ tung khi tiếng khóc càng lúc càng rõ hơn, tuyệt vọng hơn. Tôi trượt, và khi tôi trượt xuống, tiếng la hét cũng dần nhỏ lại. Tôi nhìn thấy ánh sáng le lói phía dưới và cuối cùng lao xuống nước. Tôi cố gắng định thần lại, nhìn xung quanh, xem có thể thấy hai cô bé không. Bernard ra hiệu cho tôi về phía anh ấy. Tôi vội leo ra khỏi hồ và chạy đến chỗ anh. Chúng ta gặp vấn đề rồi. Cậu có thấy hai đứa bé không, Jairo? Bernard hỏi. Ánh mắt anh trở nên nghiêm trọng, kéo tôi ra xa khỏi đám đông lo lắng. Tôi không thấy. Tôi lắp bắp và một thoáng lo lắng hiện lên trên mặt Bernard. Anh quay lại, gọi gia đình của hai cô bé bị mất tích đến. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu tỏa ra tìm kiếm bọn trẻ. Họ lục tung hành lang của villa, quán bar, nhà hàng, cả trong hồ bơi và các đường trượt. Một trong hai cô bé mất tích một chiếc kẹp tóc hình bông hoa. Điều này đủ để tất cả chúng tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy dấu vết gì. Đồ đạc của gia đình hai đứa trẻ bị mất tích nằm lộn xộn trong villa. Bernard bảo rằng họ đã dồn tất cả thời gian để tìm kiếm Alejandra và Rosetta, nhưng cuối cùng họ cũng phải trở về nước mà chẳng có tin tức gì về hai đứa nhỏ. Chỉ một tháng sau, chúng tôi lại nghe về vụ mất tích của một đứa trẻ tại nhà hàng Orca. Tôi không thể tin nổi chuyện này lại đang diễn ra. Lòng cứ tự hỏi liệu có lý do gì đằng sau tất cả không. Bà tôi cứ năn nỉ tôi tìm việc khác, nhưng tôi không thể bỏ dở và đi mất. Tôi cảm thấy câu chuyện này còn nhiều điều chưa rõ. Khu nghỉ dưỡng Delphine vẫn đông đúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trẻ con vẫn chơi đùa trong hồ bơi nơi Alejandra và Rosetta biến mất. Người lớn thì vẫn ăn uống tại nhà hàng nơi một bé gái 3 tuổi bị mất tích. Đó là ca trực cuối cùng của tôi trong tuần. Công việc duy nhất còn lại là dọn dẹp khu vực hồ bơi và kiểm tra xem mọi thứ đã an toàn chưa trước khi tôi có thể về nhà. Đôi mắt tôi cứ díu lại khi cầm cái cào rác từ góc đường trượt, vớt đám rác khỏi hồ. Tôi di chuyển tay lên xuống, gom đám rác cuối cùng và nhúng chúng vào xô. Khi tôi vớt mớ rác cuối, có thứ gì đó lạ lùng nổi lên trên mặt nước. Tôi vứt nốt đống rác vào xô, rồi vươn cái cào ra để vớt thứ đang trôi lềnh bềnh đó. Cảm giác lo lắng tràn ngập trong người tôi, tay chân run rẩy khi mắt chăm chú nhìn vào nó. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác kinh hãi đến tột độ. Tôi chỉ muốn hét lên thật lớn trong sự ghê sợ. Kia, giữa làn nước đục, một chiếc quần lót màu hồng ướt sũng nổi lên. Tôi kéo nó ra khỏi mặt nước để nhìn kỹ hơn. Và đó là khi tôi thấy điều đó. Tôi không chắc mình có đang bị hoang tưởng hay mệt mỏi quá mức sau một ngày dài làm việc hay không. Nhưng mắt tôi thoáng nhìn thấy một người đàn ông đứng trên bục gỗ của đường trượt xanh. Người đàn ông đang ôm một đứa trẻ nhỏ trong tay. Tôi lập tức buông cái cào xuống đất, lao nhanh về phía đường trượt màu xanh, nhưng cả hai đã biến mất. Tách!
Tách! Tôi giật mình quay lại, thấy Bernard đang đứng đó, nhìn tôi với một nụ cười nhếch mép. Chico, cậu cần đi ngủ thôi. Nhìn cậu hôm nay như xác chết sống vậy. Anh thở dài, đặt một tay lên vai tôi. Sắc mặt tôi dần dần trở lại bình thường và tôi cố giữ bình tĩnh khi đáp. Anh có thấy gì không? Thấy gì cơ? Bernard hỏi, rồi tiến về phía chiếc ghế gần đó. Tôi lẽo đẽo theo sau. Ông ta ở trên đường trượt với một đứa bé. Tôi nói khẽ, cả hai chúng tôi ngồi xuống. Cậu đang nói gì vậy, Gyro? Này, để tôi thay ca cho cậu. Cậu có thể về nhà nghỉ ngơi. Bernard nói với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Không, tôi biết mình đã thấy cái gì. Tôi đáp, giọng chắc nịch. Cậu đã thấy gì cơ? Bernard hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc hướng về tôi. Tôi thấy một người đàn ông đứng trên sàn gỗ của đường trượt xanh. Tôi nói, chỉ tay về phía đó. Ánh sáng lờ mờ của mặt trăng là thứ duy nhất cho phép chúng tôi nhìn thấy đường trượt một cách mờ ảo. Bernard khẽ kéo áo bảo hộ của tôi, lẩm bẩm điều gì đó dưới giọng và kéo tôi rời khỏi đó. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh đã kéo tôi qua khu lễ tân và đi thẳng về phía xe của anh. Chúng tôi bắt đầu lái xe đi, cảm giác như cả tiếng đồng hồ trôi qua. Bernard, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi gắt lên, trong khi anh siết chặt vô lăng. Chúng tôi đi ngang qua những hàng cây cọ và những ngôi nhà màu sắc sặc sỡ. Đèn đường chiếu sáng con đường đầy sỏi đá khi chúng tôi tiếp tục đi thẳng. Trả lời câu hỏi của tôi chứ? Tôi bực bội nhìn sang Bernard, bắt gặp ánh mắt anh ấy đang dán vào tôi, và thứ duy nhất tôi thấy trên khuôn mặt anh là nỗi sợ hãi. Bernard thở dài nặng nề rồi tôi lên tiếng. Tại sao khi những người đó mất tích, không ai trong số các đồng nghiệp của tôi tỏ ra quan tâm cả? Tay tôi run lên khi Bernard rẽ xe vào lề và dừng lại. Càng nhiều người mất tích, Delphine càng nhận được nhiều tiền. Anh nói với giọng đều đều, như thể lời nói của anh ấy đang nhấn chìm tôi trong sự ghê tởm. Anh điên rồi sao? Bernard, anh đang giấu tôi chuyện gì? Có chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cảnh sát không tham gia? Tại sao tôi? Cậu không hiểu đâu, Chico. Bernard cười một cách căng thẳng, mân mê ngón tay. Tôi không hiểu cái gì. Nói thẳng ra đi. Tôi hét lên, cảm giác căng thẳng trong người dần được giải tỏa khi Bernard thở dài sâu rồi quay sang trả lời. Làm cứu hộ không dễ dàng gì. Chúng ta đều có lúc lên lúc xuống, nhưng cậu làm rất tốt, Gyro. Và giờ cậu lại đang đòi hỏi điều không thể. Bernard thì thầm, quay lại nhìn tôi, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng như tiếng nhỏ giọt từ vòi nước. Anh đang nói cái gì vậy? Họ đang theo dõi chúng ta, luôn luôn theo dõi, và chúng ta phải cẩn thận, Gyro. Bernard nói một cách bực bội, rồi khởi động xe, tiếp tục lái đi trong màn đêm. Ai theo dõi chứ? Người ngoài hành tinh à? Hay là những con kỳ lân? Tôi cười khẩy, quay sang nhìn Bernard, nghĩ rằng anh ấy sẽ cười đùa lại và bảo rằng đó chỉ là một trò đùa ngu ngốc. Nhưng anh không cười, chỉ đáp lạnh lùng, tệ hơn thế. Lời nói của anh ấy như bị nghẹn lại trong cổ họng tôi khi anh bắt đầu nói tiếp. Lý do cậu đang ngồi đây, lái xe cùng tôi đêm nay là vì cậu đang bị theo dõi và tôi phải đảm bảo cậu được an toàn. Đang bị theo dõi á? Bởi ai chứ? Tôi đã thấy một gã đàn ông ôm một đứa bé mà tôi chắc chắn là con của một trong những gia đình có con bị cướp đi. Tôi quát lại, Bernard chỉ khẽ lộ vẻ buồn bã trên mặt. Đó là điều mà cậu cần nhớ, Gyro. Hãy im lặng và cẩn thận với lời nói của mình, nhất là khi còn ở trong khu nghỉ dưỡng. Bernard đáp lại bằng một nụ cười như thể muốn trấn an. Cậu có tin vào những thực thể quái vật không? Đừng có giỡn với mấy chuyện người ngoài hành tinh nữa. Tôi quay sang nhìn ra cửa sổ, trong khi anh ta khẽ ậm ừ như thể muốn nói, không. Những người mất tích là số phận của họ rồi, Gyro. Chúng ta không được phép nói về điều đó ở khu nghỉ dưỡng. Bernard nói, con đường trước mặt dần xuất hiện những ngôi nhà và bến xe buýt. Tôi nhận ra có lẽ chúng tôi đang trên đường về nhà Bernard. Tôi thấy một thứ gì đó trong hồ bơi là quần lót của một cô gái. Tôi thì thầm, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bernard hướng về phía trước. Có chuyện quái gì đang diễn ra vậy, Bernard? À, anh đang giấu tôi điều gì? Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi bên cạnh, tự hỏi liệu mình có thể tin tưởng người này không, khi cảm giác bất an dâng lên trong lòng, đến mức tôi phải cào móng tay vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh. Bernard hắng giọng và nói, khu nghỉ dưỡng đó giống như một giấc mơ thành hiện thực. Cậu có thể thấy bất kỳ đứa trẻ nào mình muốn ở đó.
tôi như hóa đá. Cơ thể tôi cứng đờ lại, lạnh lẽo và đau nhức. Điều này không thể là sự thật. Tôi phải thoát ra khỏi đây. Có rất nhiều người ngoài đường đủ để tôi hét lên cầu cứu. Nhưng Bernard tiếp tục nói, giọng anh ta trầm xuống, như thể đang thú nhận. Tôi đã nghĩ chỉ có mình tôi, phát điên. Cậu biết đấy, mình kết bạn với các gia đình đến nghỉ dưỡng, làm quen với lũ trẻ kể rằng chúng có thể làm những pha nhào lộn trong hồ bơi, ăn hết đống bánh tráng miệng trong nhà hàng. Nhưng cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng một ngày, một trong số chúng sẽ biến mất và không bao giờ trở lại. Bernard nói yếu ớt, giọng anh tràn ngập sự tuyệt vọng và tiếp tục. Không ai nói gì cả. Nhưng tôi thì có. Tôi đã hỏi người làm công việc này trước tôi, trước khi tôi được thăng chức. Và rồi, anh ta biến mất. Chúng tôi nghe rằng anh ta đã rời đi để nhận một công việc mới xa tận Catalonia, nhưng tôi không tin. Anh ta đã chết. Bernard rên rỉ trong khi chiếc xe dừng lại tại đèn đỏ. Rồi cậu đến, vô tư, chẳng có chút ngạc nhiên nào về những gì mình sẽ phải đối mặt. Chỉ cần làm việc, hoàn thành công việc và không phàn nàn về những vụ mất tích, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta. Anh giải thích, nhìn thẳng vào tôi, khiến tim tôi như rơi xuống. Anh đang nói cái quái gì vậy? Đừng kết bạn với các gia đình hay lũ trẻ. Nó sẽ chỉ khiến cậu đau đớn thêm, như bây giờ. Bernard mỉm cười đầy vẻ thông cảm, nhưng tôi không kìm được cơn giận. Những đứa trẻ đó vô tội, ai đó đã làm gì đó kinh tởm với chúng. Và tôi vừa tìm thấy bằng chứng của chúng trong hồ bơi. Tôi hét lên trong giận dữ, nhưng Bernard chỉ thở dài sâu, đáp lại. Chúng ta không thể làm gì được cả. Thậm chí cảnh sát cũng không. Khu nghỉ dưỡng đã ký thỏa thuận rồi, và chúng đã ở đó. Thỏa thuận gì? Tôi hỏi, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể. Tôi quay sang nhìn Bernard, vẻ mặt anh vẫn đầy nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng khi anh cuối cùng cũng thốt lên. Chúng tôi không biết những thứ đó là gì, nhưng thứ duy nhất chúng muốn là bọn trẻ.